Văn Tiên. Đấy. Ở đường Nguyễn Nhạc. Này ở ngay vô thị trấn Bình Dương nha mọi người. Con bún bò ở đây là một trong những nơi này con nghĩ là rất nhiều người ăn, ngon nữa. Mình ăn cũng khá nhiều, mình cứ mỗi lần mình về quê là mình sẽ ăn thôi. Cầu bên đó chá này hơi không sáng lắm, nó rêu. Rêu sống nha mọi người. Sao hư vậy như thế này? Quán này buổi sáng bây giờ mình đi trễ chứ 8 giờ chứ quán này đông lắm. Quán này khá đông luôn, ngay chỗ thị trấn Bình Dương nha. Tổng Bình Dương của tỉnh Bình Định đó. Đó, đây là cái tô bún bò. Một tô này sao ở đâu? Một tô này sao ở đâu? Cái chết rồi. Nè, em ăn trước rồi nè. Thôi. Cầm đi. Tư, đang sửa lại dép cho con rồi. Thả nó trả dép ra không được mà. Bún bò này như 20 ngàn nhớ nhớ nha. Gì đây? 20 ngàn. Mở cái đây đi. Ừ. Ớ. Ừ. Đó, đặt tô nó. Bún bò này là mình làm từ mình ăn bún tươi chứ không như bún bò đằng kia đâu. Đúng không? Này bún tươi à. Con lạc rêu bỏ vô. Không được bỏ qua đi chứ. Lạc bỏ đâu đi. Cho nó ngầu xuống. Biến ngầu xuống. Ngầu xuống biến. Gì? Anh đi em ăn trước đi. Xà lách bự. Quay tí nha, giữ ghế nha. Ý. Ý. Quay ngã ra. Đó, thương thích đi không? Mình thích xem thử mùi vị nó như thế nào. Đó, cọng bún trắng, bún này bún làm á. Cọng bún này mình ép từ gạo á. Mà cọng bún này là bún to em ạ. Sao? Ngon. Ăn cũng lạ hơn cái bình thường ăn á ha. Thường mình ăn bún bò Huế. Nghĩa đây là bún bò không phải là bún bò Huế luôn, bún bò Bình Định luôn. Cũng ngon mà. Thì quán này ngon mà. Ngon à? Thương thích mọi người. Thì hôm nay thì sáng mình chở giờ với con mình đi Dạo không phải đi nói đi chích ngừa cho con mình nhưng mà bây giờ tờ xuống dưới đó lại không có chích được, cuối cùng là gia đình cả gia đình dẫn đi ăn bún lâu rồi. Mình thì ở trong thành phố cũng mới về bữa sinh thôi nuôi con mình á, nuôi nên lâu rồi, bây giờ mình về chở vợ mình đồ đó chờ nó đầu đi ăn. Bún bò sẽ quay bún bò cho mọi người xem á. Tô bún bò thì rất là hấp dẫn luôn. Mình sẽ cho thêm một tí ớt ở tí chanh luôn nữa, dứt mỡ ớt chưa? Mỡ ớt vô. Đó, bây giờ mình sẽ thử thích thôi, thử thích thử như thế nào. Thì rêu á thì người ta cho thứ nhất là đây rêu quế này, rồi đây là cọng quế này, và có cọng này là ngò gai á, ngò gai cái này bỏ vô nữa cho thơm.
Cậu phá đi. Cậu muốn phá đi. Rồi, mình sẽ thưởng thức nó, mời mọi người nha. Để thử nó như thế nào á. Sao nó lạ dữ ta, nó không giống như ở Sài Gòn, đúng rồi, ở Bình Định thì người ta không 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 có ăn không ăn ngọt á, nên ít rất ít đường, mà cách nấu này cũng đơn giản, bún ở này rất bún này nó không bị chua nè, tươi tươi với lại mấy lát thịt bò xong đơn giản hết. Ở dạo này heo mà bị sáng rồi, rồi bây giờ bị sáng thì ít có người ăn cuốn mà nóng với heo lắm mọi người. Ok thì mình giới thiệu sơ ra thôi, thì bây giờ mình sẽ ăn thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip mình, nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like và một share để ủng hộ kênh của mình ha. Bye bye. Bye. Bye.